Nhận lời mời của Bộ trưởng Thương mại Ả Rập Xê Út, Tiến sĩ Majid Al Qasabi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư G20 trực tuyến vào ngày 22 tháng 9 năm 2020. Hội nghị có sự tham gia của 20 nước thành viên G20 cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển, vân vân chia sẻ với bộ trưởng G20, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh đánh giá cao những nỗ lực tích cực và kịp thời của G20 và hoan nghênh vai trò chuyên môn, đóng góp thiết thực của các tổ chức quốc tế trong cuộc chiến chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Trong khuôn khổ ASEAN, với tư cách là chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã đưa ra sáng kiến kế hoạch hành động Hà Nội về phục hồi kinh tế ASEAN, bao gồm các nội dung như duy trì các cam kết mở cửa thị trường để bảo đảm an ninh lương thực và tăng cường khả năng phục hồi và tính bền vững của chuỗi cung ứng khu vực, xây dựng các nền tảng tạo thuận lợi thương mại hiện có trong ASEAN để thúc đẩy và hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng, tận dụng công nghệ và thương mại số để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là MSMEs tiếp tục hoạt động. Từ thực tiễn của mình, Việt Nam khuyến khích G20 theo đuổi mục tiêu kép là kiểm soát dịch bệnh và tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội một mặt tập trung vào việc chống lại dịch bệnh COVID-19, mặt khác thúc đẩy, tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư, duy trì chuỗi cung ứng, việc làm và ổn định cuộc sống của người dân. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các thành viên G20 và các quốc gia khác để sớm ngăn chặn đại dịch và phục hồi nền kinh tế. Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư G20 đã thông qua tuyên bố nắm bắt các cơ hội của thế kỷ 21 cho tất cả mọi người. Trong đó bao gồm 5 nội dung chính, gồm hỗ trợ khôi phục thương mại và đầu tư quốc tế hỗ trợ cải tổ cần thiết của wto sáng kiến ria về tương lai wto tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế của msmes thúc đẩy đa dạng kinh tế